Xin kính chào các bạn. Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để thiết lập các thông số về dữ liệu thời tiết cho phần mềm Ecotech Analyst 2011. Như các bạn biết rằng, phần mềm Ecotech là phần mềm phân tích về năng lượng. Do vậy, các dữ liệu về thời tiết sẽ là giúp cái chìa khóa giúp các bạn phân tích chính xác cái công trình của chúng ta. Và các bạn có thể thiết lập các dữ liệu về thời tiết bằng cách các bạn vào File, chọn Project Information và các bạn kích vào biểu tượng Project ở bên tay trái. Ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta có một weather data file. Hiện tại công trình chúng ta đang được thiết lập ở thành phố Limoges của Pháp. Các thông số về kinh vĩ độ cũng như là múi giờ các bạn có thể xem ở đây. Bây giờ để thay đổi cái vị trí của công trình, các bạn có thể kích vào đây. Lập tức phần mềm đưa chúng ta đến cái thư viện chứa các file thời tiết của các thành phố khác nhau trên thế giới. Và tùy vào dự án các bạn có thể chọn. Ví dụ mình sẽ chọn Italy, Rome. Lưu ý rằng các thành phố trong cái thư viện của Ecotech đang là khá ít và nhiều thành phố nó sẽ không có. Và mình sẽ chọn Open. Mình sẽ click Yes. Các bạn thấy ngay lập tức nó được cập nhật Rome. Đây. Và các bạn có thể thấy về hiển thị bóng của công trình đã được thay đổi. Các bạn cũng có thể thiết lập các thông số về thời tiết bằng cách kích vào hình biểu tượng quả địa cầu và chọn Load Weather File. Tương tự chúng ta cũng kích chọn cái file thư viện, ví như mình chọn Malaysia Kuala Lumpur, mình open và mình kích yes. Đấy, các bạn thấy bóng đã được cập nhật. Đấy. Ngoài ra các bạn cũng có thể kích vào quả địa cầu này và các bạn chọn file weather data file và chọn US Department of Energy. Ngay lập tức phần mềm sẽ cho chúng ta đến trang web của Bộ Năng lượng Mỹ. Và các bạn có thể chọn một cái thành phố ở trong những cái địa điểm này và mình sẽ chọn Asia. Mình sẽ chọn là Việt Nam. Các bạn thấy rằng hiện tại Việt Nam chỉ có mỗi thành phố Hà Nội là có cái dữ liệu về thời tiết và các bạn sẽ kích vào biểu tượng zip này. Nếu các bạn chọn một vài thành phố khác, ví dụ như là một thành phố của China, Trung Quốc. Đấy. Các bạn sẽ thấy có rất nhiều thành phố đây. Đấy là một trong những hạn chế khi các bạn phân tích ở Việt Nam. Và khi đấy các bạn sẽ chọn zip, download cái file zip này về. Đấy. Và đây chính là cái file chúng ta sẽ tải về. Các bạn sẽ kích giải nén cái file của chúng ta. Và bên trong file các bạn sẽ thấy chúng ta có rất nhiều file. Và file mà các bạn cần quan tâm là file có cái đuôi EPVK. Các bạn sẽ quay trở lại phần mềm và các bạn kích vào quả địa cầu, chọn Convert Weather Data. Phần mềm Ecotech nó sử dụng các file thời tiết có đuôi là WEA. Tuy nhiên, như các bạn thấy lúc nãy file của chúng ta là file EPVK. Các bạn có thể kích vào file và chọn Open. Các bạn chọn đuôi là EPVK. Đây. Các bạn kích Open. Đây, nó sẽ có các thông số về thời tiết của chúng ta và các bạn sẽ kích vào import file. Ngay lập tức, cái file thời tiết của thành phố Hà Nội đã được cập nhật vào đây. Và bây giờ các bạn có thể kích vào file và chọn save và lưu cái file chúng ta lại, ví như là Hà Nội. Save. Mình tắt nó đi. Sau đây các bạn có thể kích vào đây và chọn load weather file. Dẫn đường link. Và chọn cái file WA của chúng ta. Đây. Hãy chọn bạn click Open. Bạn click Yes. Ngay lập tức các dữ liệu về thời tiết nó sẽ được cập nhật vào trong cái mô hình của chúng ta. Như các bạn thấy bóng đồ của công trình đã thay đổi. Đấy là những cái hướng dẫn cơ bản giúp các bạn thiết lập các thông số về dữ liệu thời tiết trong phần mềm Ecotech Analyst 2011. Như mình đã nói, dữ liệu thời tiết là một trong những cái đầu vào quan trọng của phần mềm Ecotech. Do vậy các bạn phải cần chú ý những cái bước này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.